Trước tình trạng xuống cấp của cầu Trương Dương, thành phố Hà Nội, các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm định và đánh giá mức độ xuống cấp các hạng mục hư hỏng của cầu này. Và sau khi kiểm định xong, thì đơn vị chức năng sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu. Đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội, đơn vị quản lý duy tu cầu Trương Dương cho biết, hiện đơn vị đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị kiểm định xem xét, đánh giá tình trạng xuống cấp một số hạng mục của cây cầu. Theo đó, hiện cầu có 11 khe co giãn, đã sửa chữa được 8 khe còn lại, 3 khe hư hỏng. Từ đầu năm đến nay, thì đơn vị quản lý cầu đã thực hiện sơn nút kết cấu thép khoảng 1.200m2, thảm mặt cầu bằng bê tông Ponesina 1.100m2, vá ổ gà khoảng 150m2, sơn kẻ bê tông 650m2, sửa chữa khe cao su là 6m2. Cầu Trương Dương, Bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, Hà Nội được hoàn thành vào năm 1985. Sau hơn 30 năm, nhiều hạng mục cầu đã bị hư hỏng xuống cấp, khiến người tham gia giao thông lo lắng. Và thống kê, mỗi ngày có tới hơn 95.000 lượt xe qua cầu, gấp hơn 8 lần so với thiết kế.